Bắc Giang là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, quy mô sản xuất hàng năm đối với rau các loại là trên 26.000 ha, cây ăn quả trên 51.600 ha, đứng thứ 2 miền Bắc và đứng thứ 4 toàn quốc. Đàn lợn khoảng 0,9 triệu con, đứng thứ 7 toàn quốc. Đàn gà trên 17,2 triệu con, đứng thứ 5 toàn quốc. Những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn quốc nói chung và khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói riêng. Bước đầu trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trong suốt quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết giá trị. Được biết đến là vựa vải lớn nhất cả nước với diện tích trồng gần 30.000 ha. Cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng đề án hỗ trợ phát triển cây ăn quả bền vững giai đoạn 2021-2025, hướng tới xây dựng những mô hình canh tác vải nói riêng và trái cây nói chung đạt chứng nhận Global Gap và hữu cơ tuần hoàn bền vững. Đây là vùng vải nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cho các thị trường có giá trị cao như Nhật Bản, Mỹ, Úc và Liên minh châu Âu ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường, 100% diện tích vải ở đây đều được bà con sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ tuần hoàn dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang và sự giám sát chéo giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các hộ dân. Nếu như trước đây, bà con sẽ sử dụng các loại thuốc trừ sâu để phun lên cây nhằm phòng trừ sâu bệnh, sử dụng các loại phân bón hóa học để bón vào gốc nhằm kích thích tăng trưởng cho cây, thì giờ đây, các giải pháp đó đều được thay thế bằng các loại bẫy bả côn trùng và các loại phân bón hữu cơ. Cành lá sau khi cắt tỉa cũng được ủ hoai mục làm phân hữu cơ, tránh thải ra ngoài môi trường. Về cái vấn đề mà chăm sóc cái cây vải theo hữu cơ thì có những khác với so với truyền thống là được cái môi trường sạch và năng suất cao. Quá trình chăm sóc khác với truyền thống là chúng tôi sử dụng phân bón 100% là bằng hữu cơ, chế phẩm EuMix để xử lý những cái tồn dư phế thải ở trong gốc cây, ví dụ như là lá và những cái cành con là sẽ xử lý bằng cái phương pháp ủ mục. Sản xuất hữu cơ thì so với sản xuất thông thường thì có những cái khó khăn hơn là xử lý cái sâu bệnh, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái thuốc sinh học để xử lý cho cái thời gian ăn động quả, và thuốc trừ bệnh thì chúng tôi xử lý chủ yếu sử dụng bằng nước vôi trong. Còn thông thường thì người ta vẫn có thể dùng bằng phân hóa học. Điều này nó gây khó khăn cho chúng tôi là ví dụ như gặp thời tiết không thuận thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều về cái mẫu mã chất lượng quả. Vì là vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu nên bên cạnh kỹ thuật canh tác, các chỉ tiêu môi trường tại vùng nguyên liệu luôn được thị trường và các doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm. Chính vì vậy, huyện Tân Yên đã thường xuyên cử cán bộ hỗ trợ người dân theo dõi, lấy mẫu và kiểm tra các chỉ số môi trường trong đất, nước và tồn dư các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong quả. Ngoài ra, huyện Tân Yên cũng khuyến khích bà con áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu kiểm soát vùng trồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể kiểm tra, rà soát quá trình sản xuất tại chỗ. Để mà xuất khẩu đi ra nước ngoài thì cái đầu tiên là chúng tôi phải kiểm soát các loại thuốc bảo vệ thực vật ngay từ những cái giai đoạn đầu, từ giai đoạn hoa, giai đoạn quả lon. Và khi trước khi mà để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì trước thu hoạch ít nhất là 10 đến 12 ngày, chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu để phân tích cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong quả. Chúng tôi ở đây sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi mà quả bắt đầu lên đường thì chúng tôi sẽ lấy một lần để test về cái mức độ đi của dư lượng như thế nào. Sau đó là chúng tôi là sẽ điều chỉnh về cái nồng độ từng cái loại thuốc bảo vệ thực vật để chống cái sâu đục cuống. Và trước khi thu hoạch ít nhất là 10 đến 12 ngày thì chúng tôi tiến hành lấy phân tích lần cuối và phân tích tổng thể tất cả các chỉ tiêu. Để xuất khẩu được các quả vải ra thị trường các nước trên thế giới thì các nhà vườn đã phải tích hợp, ví dụ như là vào cái mã QR của chúng ta và mã vùng trồng là có quyển như nhật ký, ví dụ như là ngày phun thuốc, giai đoạn hoa phun loại thuốc gì. Thứ hai là có thể phun, ví dụ như chăm sóc giai đoạn hoa chúng ta bón phân gì, thì các nhà vườn đã phải ghi cẩn thận từ ra ngay từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc là bao nhiêu lần, và chúng tôi các cơ quan chuyên môn thẩm quyền sẽ xác nhận và kiểm tra các thông tin đó hàng tuần, hàng quý, hàng tháng. Các doanh nghiệp truy xuất thì chúng ta phải test mẫu, ví dụ như lấy mẫu ngẫu nhiên
các nhà vườn ví dụ theo điểm chiếu góc thì các nhà vườn sẽ lấy mẫu và test mẫu, thì khi đủ tiêu chuẩn thì các nhà vườn sẽ được xuất khẩu các quả vải ra thế giới. Hợp tác xã Măng Lục Trúc Lâm Sinh Ngọc Châu tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hiện đang có trên 50 hectare diện tích và trên 300 trang trại vệ tinh canh tác chủ yếu măng lục trúc. Do đặc thù cây măng lục trúc không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào trong suốt quá trình sinh trưởng, nên người dân hợp tác xã chỉ cần bón đầy đủ phân hữu cơ, sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, không sử dụng các loại thuốc hóa học. Đây là những điều kiện tiên quyết để các diện tích của hợp tác xã đạt chứng nhận hữu cơ. Cộng thêm điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trong lành đã tạo nên một đặc sản đệ nhất của huyện Tân Yên nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung, với hương thơm, vị ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao và có những đặc điểm đặc trưng riêng biệt. Ngoài ra, hợp tác xã còn tận dụng tối đa các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất măng để nâng cao tối đa hiệu quả kinh tế mà đối tượng cây trồng này mang lại. Từ trồng theo hướng hữu cơ, ví dụ những cái sản phẩm phụ, chúng tôi gọi là sản phẩm phụ, là từ cái củ măng chúng tôi sơ chế ra, và từ những cái vỏ măng thì chúng tôi cũng lại làm thức ăn chăn nuôi, và còn nếu còn dư thì chúng tôi sẽ lại sử dụng phân bón ngược lại cho cây trồng. Và ví dụ như là những cái sản phẩm phụ như chúng tôi đang đứng ở cái vườn măng này thì các anh các chị thấy, ví dụ như cái cây tre này 1m2 thì chúng tôi cũng làm được cái lông cụ, ví dụ như cán chổi này chúng tôi đang bán với cái giá là 3.000 đồng. Thế và cái cây to như thế cây này là chúng tôi làm cây công trình, cây rào chống và cây làm xào mì hoặc là làm bàn ghế tre để cho bà con, tức là người ta sử dụng bằng chính cái sản phẩm của mình, nó thân thiện với môi trường và cũng đem lại một cái giá trị kinh tế nhất định. Ví dụ như là nó so với lại những cái loại gỗ hoặc là nhựa hoặc cái dụng cụ khác thì cái cây măng này nó thân thiện với môi trường hơn và giá thành cũng rẻ hơn ạ. Có thể thấy là ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang nói riêng và các tỉnh khu vực Trung Du miền núi phía Bắc nói chung đang tập trung nguồn lực và các giải pháp để phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, để không ngừng nâng cao mức sống cho người dân nông thôn, giúp họ có điều kiện sống xanh, sạch, đẹp, ngang với các đô thị văn minh, góp phần chuyển đổi kinh tế địa phương theo hướng kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, để có thể đạt được những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho các địa phương này.